Bia nó có hoạt động trong nhà. Ui mẹ ơi. Tiên sẽ ở đây, tôi sẽ làm một cái món rất đặc biệt. Ở đây Tiên có một cái máy này. Mọi người có đoán ra cái này để làm cái gì không? Thật ra thì Tiên mới trong lúc mà dọn dẹp cái nhà bếp đó, thì Tiên ra mới tìm ra được cái máy này cũng lâu lắm rồi. Cái này là nó làm cái quà tặng mọi người, nó làm cái quà tặng mà Tiên cũng hình như lúc mà mới đem về Tiên sử dụng được đúng một lần mọi người, và cứ xó luôn cho tới bây giờ lục ra mình thấy cái này nó cũng khá là hay, và Tiên cũng muốn làm cho mọi người xem á. Cái này để tiết lộ cho mọi người luôn là cái này nó được gọi là cái máy làm kem mọi người. Đó, cái hình dạng của nó như vậy nè, mọi người thấy không? Đó là cái máy làm kem nha mọi người, cái máy làm kem. Và nó làm như thế nào thì lát nữa mọi người sẽ cùng xem video với Tiên nha. Tiên sẽ làm cho mọi người xem. Nhưng mà trước tiên thì phải tìm cái chỗ cắm. Nó cũng cắm điện nha mọi người, để tìm cái chỗ cắm điện nha mọi người, đợi Tiên chút nha. A few moments later. Bia nó có hoạt động nha. Ui mẹ ơi. Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Tiếng kìa vậy? Giật mình luôn á. À, thì ra là hình như là mình đang ở chế độ mở nó hay sao. Trời ơi, ghê vậy. Tắt nó đi. Chát mà Tiên ghê luôn á. Thiệt luôn, hồi nãy là Tiên chưa có tắt á, Tiên chưa có tắt cái công tắc rồi mọi người. Cho nên là lúc mà mở máy là nó rè lên. Là Tiên tưởng cái gì hết hồn luôn. Thì giới thiệu lại với mọi người, cái này là gọi là máy làm kem từ trái cây nha mọi người, từ trái cây. Thì để mà có được cái ly kem á, thì trước tiên là mình sẽ có trái cây nha mọi người, trái cây. Trái cây ở đây là chỉ để tham khảo thôi mọi người, mình thích tham khảo trang trí thôi nha. Hey. Ở đây thì đã có chuẩn bị nè mọi người. Đây thì đã có chuẩn bị nè. Đó, cái này là cái trái cây mà Tiên đã đông lạnh từ trước đó khoảng 8 tiếng mọi người, khoảng 8 tiếng, có nghĩa là Tiên đông lạnh từ sáng. Từ khoảng buổi sáng cho tới bây giờ thì bây giờ là khoảng tầm chiều thì nó đã được như vậy mọi người bỏ ngăn đông tủ lạnh nó khoảng 8 tiếng. Để làm cái loại kem này thì mình cần phải có trái cây đông lạnh sẵn nha mọi người. Rồi. Sau đó là Tiên sẽ có một cái ly nhựa như thế này mọi người ơi, cái ly nhựa này. Và bây giờ thì Tiên sẽ làm thử nha. Ở đây thì không biết mọi người có thấy không? Để Tiên để lên cao cho mọi người coi nha. Đó. Đó, nó sẽ như thế này nha. Rồi, Tiên sẽ rồi ok. Tiên sẽ cho trái cây nha mọi người, chỗ này là chỗ bỏ trái cây nè. Sau khi mà Tiên để bên kia Tiên thấy nó hơi cồng kềnh. Khá là khó làm. Quyết định lại cho nó xuống, mọi người vẫn thấy được đúng không? Thấy được cái vòi nè. Rồi. Đâu rồi ta? Rồi ở đây Tiên sẽ có một cái ly nha, Tiên sẽ để ở dưới này để hứng cái kem. Sau đó là Tiên sẽ lấy trái cây. Chắc là xem tới đây mọi người cũng sẽ hình dung được là
cái kem này sẽ làm như thế nào mọi người ha. Này gọi là kem trái cây đó, máy làm kem trái cây. Ở đây nó còn có gì? Lưu ý không sử dụng các loại hạt, hộp cứng hoặc đá cục. Ồ. Rồi nãy giờ vì nó cứng quá, dùng cái nĩa nó hơi khó mọi người, nên là Tiên dùng tay của Tiên luôn nha. Tay của Tiên rửa sạch sẽ rồi mọi người. Vậy cái này Tiên làm cho nhà ăn nên là cũng không mấy lắm nha mọi người. Tay rửa sạch sẽ rồi nên Tiên dùng, quyết định dùng tay luôn. Đó, ở đây thì Tiên dùng thanh long trước cho mọi người. Ở đây thì nó kêu là lưu ý các loại hạt với hộp cứng đồ. Nhưng mà cái miếng trái cây cứng ngắc này không biết nó làm được không nữa. Rồi, ta sẽ bỏ vào đây. À khoan, trước khi bỏ thì Tiên sẽ bật máy lên nha mọi người. Sẽ bật máy lên nha. Xíu nha, để Tiên lại quyết định là bỏ nó lên cao để cho mọi người có thể thấy được. Đó, mọi người thấy không? Nó rớt xuống nè mọi người, nó rớt xuống nè. Đó, để lại cho mọi người thấy nha, nó ra kem nè mọi người ơi. Nè, cái vân nó rất là đẹp luôn nè, thành quả nè. Cái vân nó rất là đẹp luôn nè mọi người. Cái vân nó làm vân sọc hồng hộc nè. Hai bác ta. Tôi sẽ thử thêm một miếng nữa nha. Dạ, quên nữa, phải bật máy lên. Tiên đã có món kem thanh long mà mọi người, món thanh long đỏ nè, quá đẹp ghê chưa mọi người. Nó làm thành cái sợi sợi ấy mọi người, khá là ok luôn á. Cái này gọi là kem thanh long hả? Tiên sẽ thử một miếng thử nha. Wow, đó thật ra là rất là trái cây ấy mọi người đông lạnh xong rồi bỏ vào đây thì nó sẽ thành những cái giống như là nó ra những cái sớ dài dài như là kem máy á, kem tươi mọi người ngón. Bé Tâm thử không? Kem chín heo rồi. Cho bé Tâm thử à. Kem. Ăn đi. Kem ngon lắm. Ngon lắm. Kem, kem lạnh hả? Lạnh con sợ hả? Kem nè, cái thanh long nó ngon lắm. Dạ, yeah, ngon lại bé. Nó ok luôn. Nói chung là ở trong này nó không có đường sữa gì hết mọi người. Nó là trái cây nguyên chất. Và Tiên làm đông lạnh trái cây á, xong Tiên cho vào máy thì nó sẽ ra được những cái sợi, những cái ấy, cái kem rất là đẹp luôn. Ủa vậy tính ra tại sao Tiên không trộn cái này với lại sữa hoặc là với lại một cái bột kem nữa, xong Tiên để đông cái cho vào máy này nhỉ? Thôi Tiên sẽ làm nha. Ok. Để tiếp theo nha. Tiếp
Tiếp theo thì sẽ tới trái gì đây? Tiên sẽ thử làm cái trái gì nó cứng cứng xíu nha mọi người. Đây, cái này là dưa lưới đó mọi người, dưa lưới nè. Đó, tôi sẽ cho vào đây nha. À, mình phải cho cái ly vô đây hứng chứ không có rớt ra. Đó, ôi nó cao quá, không biết là nó có rớt trúng nữa. Đây nha mọi người, để nó bật máy lên đó. Máy nó hơi ồn, mọi người thông cảm nha, nó chạy á. Many, many minutes later. Ủa sao nó không ra nữa vậy? Cái vậy thì tôi phải cho cái miếng dưa lưới, thêm miếng dưa lưới nữa. Cho vào đây. Cái miếng dưa lưới của Tiên mọi người, hai miếng dưa lưới. Sau một hồi thì nó ra được một miếng như thế này mọi người, tại vì nó bị lẫn cái thanh long á hồi nãy á, chứ lại không biết nữa, do là cái Tiên nghĩ cái dưa lưới nó cứng hơn á, nên là nó bị dính ở cái thành, thì thấy nó còn ở đây rất là nhiều luôn, mà tại sao nó không ra kem thì không biết nữa, nó ra được một miếng như thế này nè, nó còn lẫn thanh long. Ăn nha, thử miếng nè. Vẫn rất là có mùi dưa lưới nha. Dưa lưới. Tiếp theo là chuối đi. Tôi sẽ thử trái chuối nha mọi người. Tới kem chuối nha mọi người, kem chuối nha. Trái chuối này có vẻ khả quan nè mọi người, tại vì nó dài á. Sau khi mà anh xả Tiên gỡ ra thì nó rối vào một cục nè. Ô thật là củ chuối. Thì ra đó là lý do mấy lâu nay Tiên cất cái máy này trong xó là như vậy á. Tại vì Tiên nhớ là cái máy này lâu lắm rồi mà Tiên không có sử dụng á. Cái máy này lâu lắm rồi mà Tiên không có đụng tới á. Mà mùi chuối mọi người ơi, nó mới được cái mẻ đầu tiên nó ra kem, mà còn mấy cái kia thì nó hình như nó bị mẻ ở khúc cái lỗ này nè, cho nên nó không có ra tiếp nữa. Sao không cô bắt, cho nên là đó là lý do, chắc là tại vì vậy nên là Tiên đã xếp xỏ đó thời gian khá là lâu luôn, mà bây giờ Tiên mới lôi ra làm. Ôi nhưng mà nó không được như Tiên mong đợi. Có một cái nồi này là có chuối lại thanh long với lại dưa lưới nha mọi người. Nói chung mà nó là trái cay đông lạnh. Xong mà Tiên để đông lạnh nó, xong Tiên cho vào đây làm máy thì nó sẽ
nó sẽ xay nhuyễn ra và nó ép ra qua cái đường này sẽ thành cái sợi rất là đẹp luôn. Nhưng mà được mẻ đầu tiên thì mẻ bắt đầu mẻ thứ hai, thứ ba là nó bị nghẽn, nó không ra được, nó không nén được. Thật là cùi chuối. Thật ra thì cái máy này là hồi đợt tiên mua cái tivi, nhà tiên mua cái tivi và được tặng kèm cái máy này. À, nó đúng được cất xó từ lâu rồi, hèn chi bị cất xó là đúng rồi, rất là cùi chuối luôn mọi người. Cái máy rất là cùi chuối luôn, máy làm kem từ trái cây nha mọi người. Vâng, và cái video của Tiên đến đây cũng là kết thúc nha mọi người. Tiên tại vì hôm nay là Tiên vô tình nó luyện dịch thì phát hiện được cái máy làm kem từ trái cây này. Nó cũng đã lâu lắm rồi, cất xó lâu lắm rồi, và nó là cái quà tặng hơn lúc mà nhà Tiên mua cái tivi á. Thì Tiên nhớ là Tiên sử dụng một lần, nhưng mà bây giờ lâu lâu thấy nó cái mình cũng lôi ra để mình làm thử để cho mọi người xem để vui vui. Thì cũng khá là hấp dẫn, tại vì là mình nghĩ là nó sẽ rất là ok đó. Cái mẻ đầu tiên mình thấy rất là ok, mọi người ha, nó ra được cái sợi rất là đẹp và làm kem hay là good. Mình nghĩ là những cái trái tiếp theo nó sẽ ở đây được. Tiên vẫn còn nè mọi người, vẫn còn là dưa hấu nè, với sa mô chê, với xoài nữa. Nhưng mà thật ra cái máy nó bị nghẽn rồi nên là chắc là sẽ không làm được nữa. Bye bye mọi người. Nếu mọi người yêu thích cái kênh Góc Nhà To, xin mọi người đăng ký, like, share và ủng hộ Tiên để Tiên có thêm động lực làm thêm nhiều một video mới tiếp theo nha. Bye bye mọi người, hẹn mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.